Boombox Audio xin chào toàn thể anh chị em đam mê âm thanh trên toàn quốc. Ở clip ngày hôm nay thì em lại test và giới thiệu một cái sản phẩm rất là hay và rất là gấu của Hitachi, có cái thương hiệu là LOD, model là HMA 8300. Đây là một con pao đánh trực tiếp, có đồng hồ vu rất là đẹp. Đây, có một đồng hồ vu rất là to và đẹp. Mà giới thiệu với toàn thể anh chị em. Đây, đây là cục pao LOD HMA 8300. Đây là một con pao rất là gấu, đánh trực tiếp có hai volume, đánh không cần dề. Anh em đánh con này thì có thể kết hợp thêm dề, đặc biệt là thêm dề đèn thì tiếng rất hay. Dòng này rất là khủng anh chị em nhé, rất khủng luôn, rất là to, chắc và lặng. Này rơi vào 24 cân. Em đi qua hình thức đây thì cái lắp thì em cũng mở mở qua rồi. Đây là cái bảng sơ đồ đầu đầu vào. Đấy, anh em chị em, con này đánh ra 200W một kênh 8 ohm, 200W một kênh 8 ohm. Đấy là cái sơ đồ đầu vào. Ở cái bao này thì em cũng gì nhỉ, cũng mở lắp rồi. Em mở lắp để giới thiệu sơ qua cho anh em về cái nội thất. Đây là con pao rất là gấu anh chị em nhìn. Đây là hai bộ tản nhiệt này chạy đều 8 sò phép Hitachi, mỗi bên 4 con, chạy rất là nóng, sử dụng mạch như là mạch mạch class E, kiểu như dạng như class A, rất là nóng anh chị em đi xem. Ba con tụ tụ rất là to, chạy một con tụ, tất cả đều tụ Nippon for audio, chất lượng rất là tốt. Con này chạy một con tụ ở giữa là 18.000 mi và hai con hai bên là 10.000 mi, 125V, to to như cái lon bia, thậm chí to hơn lon bia. Đây đây em đổi lại lon bia còn nhỏ hơn cái tụ, rất là gấu chị em. Máy cũng còn rất là khá mới, các bao này đánh được nhiều dòng loa. Chút nữa em sẽ xin phối ghép với cặp loa Yamaha, chạy 4 sò Hitachi. Đây ở dưới này sò phét rất là nóng, phần này gần mạch âm sắc. Vào có hai phần tinh chỉnh volume của mỗi vế trái phải, chị em xem. Đây em cũng đưa phía sau đít. Phía sau đít này anh chị em chỉ cần cắm tín hiệu đầu vào đây ra thẳng CD hoặc là dề loa, cặp loa model đây LOD model 8300, thương hiệu LOD chính hiệu của Hitachi. Để em xin đậy lắp vào, đậy lắp vào xong rồi này test là cho chị em xem bài bản nhạc. Em phối ghép với âm cặp loa Yamaha LS1000M, cặp loa monitor này rất là hay anh chị em nhé. Bật đèn lên rất là đẹp buổi tối, đèn vu về công suất rất là đẹp. Đấy. Này em cho chạy bằng đầu CD Soli X. Đây, từng vế đây. Cái này đây. Chỉ nhích lên tí đã to này rồi. Rất là gấu, rất là khỏe. Và em cũng xin thông báo giá cho anh chị em chúng ta tham khảo với một con pao rất là gấu.
bao này với rơi vào cái thương hiệu như là Marang de Long hoặc cao cấp hơn như Acufay thì là chết tiền, mà nó lại là về cái thương hiệu, về cái thương hiệu thôi. Cặp loa cặp em xin lỗi, cục bao đầu đề model là HMA 8300, chạy 8 sò sò mút phét Hitachi, rất ngọt ngào, chạy rất nóng anh chị em nhé, chạy nóng như Plaza. Khuyến cáo anh chị em là mùa hè có điều hòa nghe thì nó sẽ mát hơn, không chạy nóng lắm, nóng như ông như đèn. Bao này anh em có thể kết hợp với các loại giày, đặc biệt là giày đèn thì còn hay nữa. Và cặp loa bao em cũng báo giá cho toàn thể anh chị em chúng ta tham khảo, đó, giá 8 triệu. Bao rất là nặng, rơi vào 24 cân, chiều ngang rơi vào 43,5 cm, chiều sâu là 40 cm và chiều cao gần 20 cm, với 89 cm. Bao rất gấu, rất hay. Giờ em xin test một đoạn cho anh em chúng ta thưởng thức, nghe rất là tĩnh, rất là hay. Mời anh chị em chúng ta cùng thưởng thức nhé. Rất là khỏe anh chị em nhé, máy hoạt động hoàn hảo, máy nguyên zin hoạt động hoàn hảo. Này em vặn tạm dừng, em vặn to, rất là to, không có một tiếng ù xì nào cả, không một tiếng ù xì. Hình thức còn rất là đẹp so với cho một con bao cổ. Cái này rất là tiện lợi, anh chị em có thể đánh trực tiếp, đánh qua dề đều được hết. Một trong những con pa mà ghép tương đối được nhiều cái dòng loa.
đặc biệt các cái dòng loa rất là khó tính, em nó đều thể hiện rất là tốt. Với cái giá thì em nghĩ rất là hợp lý, giá chỉ có 8 triệu 500 nghìn cho một cục băng chạy MOSFET rất là nóng, rất là hay. Anh chị em có nhu cầu thì có thể alo cho em theo số 0904 997890. Cần thêm những cái hình ảnh chi tiết nữa thì em có thể gửi qua Messenger hoặc là Zalo. Anh chị em ở Hà Nội thì có thể qua ngay 15 phố Hàng Gián, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, có thể xem trực tiếp. Clip thì em cũng xin tạm dừng ở đây. Xin cảm ơn toàn thể anh chị em đã quan tâm theo dõi kênh test âm thanh của BoomBox Audio. Một lần nữa xin chào và xin hẹn gặp lại toàn thể anh chị em trong clip tiếp theo.